Năm 2023 chỉ còn cách chúng ta một vài ngày nữa thôi và sắp tới sẽ là 2024. Trong 365 ngày vừa qua, các tín đồ công nghệ trên thế giới nói chung và fan nhà táo nói riêng đã được chứng kiến Apple ra mắt vô cùng nhiều sản phẩm trong năm vừa rồi. Vậy thì đâu sẽ là sản phẩm mà gây ấn tượng nhất cho chúng ta? Thì trong video này mình sẽ đưa lên cái ý kiến cá nhân của mình về những sản phẩm ấn tượng nhất nhá. Mình là Trường, đây là Mark One. Bắt đầu thôi. Thứ tự của video này thì mình sắp xếp ngẫu nhiên thôi nhé, chứ không có gì gọi là sản phẩm nào ấn tượng nhất hay là ấn tượng nhì đâu. Vậy thì lựa chọn đầu tiên của mình, thực ra đây không hẳn là một sản phẩm, đây là ba sản phẩm cơ, và đó là MacBook M3 Series, tức là M3, M3 Pro và M3 Max. Tại sao lại là ba sản phẩm này? Mặc dù là thiết kế của nó cũng không có gì mới cả, nó vẫn là tai thỏ, nó vẫn là viền bo vuông, nhưng ở trên con máy này có rất nhiều điều để chúng ta nói. Đầu tiên là về cái việc mà đây là con chip thế hệ thứ 3 ở trong các con chip Apple Silicon. Ngày trước chúng ta có M1, M2. M1 thì là một con chip mới toanh hoàn toàn luôn, nên là vẫn có những cái khiếm khuyết về cái việc mà nó không đồng bộ, nó không tối ưu được cho các cái phần mềm ở bên ngoài. Và cùng với đó nữa cũng xảy ra tương đối nhiều lỗi tại cái thời điểm năm cuối năm 2020. Sau đó chúng ta có con chip M2 cải tiến hơn và cũng khắc phục được khá khá những cái lỗi của con chip M1. Tuy nhiên thì đến đây chúng ta vẫn chưa có gì quá nhiều để mà so sánh cả, bởi vì là thường cái tốc độ tăng tiến sản phẩm của Apple nó khá là chậm, nên là việc mà chúng ta nhìn vào con chip M1 lên M2 nó cũng không có gì khác quá nhiều ngoài việc mà chúng ta fix lỗi. Nhưng đến với cả con chip đời thứ 3 này của Apple Silicon thì chúng ta có rất nhiều điều để nói. Bây giờ chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi bình thường chúng ta hay hỏi về những cái con chip Intel Gen 10, Gen 11, Gen 12 ví dụ vậy, thì ở đây bây giờ chúng ta cũng thế, chip M3 nó có mạnh hơn M1 hay không? M3 Pro có mạnh vượt trội hơn so với M1 hay không? Hoặc là nếu như mà bây giờ mình mới mua đầu năm con M2 Pro thì cuối năm có nên mua M3 nữa hay không? Vô vàn nhiều những cái câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra cho M3 Series. Chưa kể đến nữa là ở trên con chip M3 này chúng ta lại còn có thêm các cái công nghệ về đồ họa rất là tốt, như kiểu là Ray Tracing này hay là Mesh Shading. Đó, rất nhiều các công nghệ đưa vào thêm thì chứng tỏ là việc Apple họ đã có thể làm chủ rất tốt về con chip của họ rồi và có thể sẵn sàng để có thể cải tiến mạnh hơn nữa nằm trên con chip do chính họ làm ra. Một điểm nữa là về ngoại hình, đúng là nó cũng không khác gì so với cả M1 Pro, M2 Pro. Không nói về M Space Black nhá, thiết kế thì vẫn như vậy. Ở trên con MacBook M3, chúng ta sẽ thấy khác biệt hoàn toàn luôn là không còn touch bar và vỏ cũng dày hơn, màn hình nó cũng tốt hơn. Như vậy, đó đã là đồng bộ trong tất cả các sản phẩm từ MacBook Air đến MacBook Pro ở trong các sản phẩm MacBook rồi. Thực ra trừ MacBook Air M1. MacBook Air M1 thời điểm này mình nghĩ là nó sẽ khá là giống với cả cái iPhone SE, tức là nó sẽ lạc hẳn ra là một cái thiết kế khác hoàn toàn luôn để dành cho những đối tượng gọi là tầm trung, giá rẻ ở trong các sản phẩm của Apple. Thì chính ra thay đổi thiết kế như vậy nó vừa đồng bộ, vừa tốt mà cũng phải thay đổi thì mới hút máu là chứ, đúng không? Chứ thay đổi xong mà thiết kế nó vẫn giống như đời Intel thì chẳng có gì thú vị cả. Ok, đó là sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm tiếp theo mà mình đưa vào có lẽ là cái lý do mình đưa vào đây nó cũng sẽ khá là giống với cả chiếc MacBook vừa rồi. Và đây là một sản phẩm mà trong năm các bạn sẽ nghe đến rất là ít, trừ cái thời điểm nó ra mắt thôi. Đó là sản phẩm gì? Mac Pro 2023. Từ năm 2019 đến bây giờ đã là khoảng 3 đến 4 năm rồi mà chúng ta chưa hề nghe đến cái tên Mac Pro. Mac Pro là một sản phẩm cực kỳ cao cấp và có thể nói là cao cấp nhất trong tất cả các sản phẩm Mac. Chính vì vậy mà Tim Cook cũng muốn rằng là đây là một sản phẩm nó phải được tối ưu hoàn toàn tốt này, và cái hiệu năng của nó đem ra phải xứng đáng với cái giá tiền vài trăm triệu của nó, đúng không? Mà Apple đã đúng, họ bỏ qua con chip M1 Ultra và đến tận năm 2023 họ mới đưa con chip M2 Ultra vào để thay thế cho chip Xeon ngày xưa. Ở đây thì mình ấn tượng ở chỗ là việc mà ngày trước cái chip Xeon á nó đưa vào đây và sau đó thì có các cái khe cắm PCI ở bên ngoài để tăng thêm các cái linh kiện vào cho máy có thể là khả năng xử lý nó tốt hơn, thì điều đấy nó rất là bình thường bởi vì là chip của Intel họ đã làm quá kinh nghiệm rồi, nên là việc mà họ cắm thêm linh kiện ngoài vào qua PCI nó là việc rất dễ. Nhưng một con chip mới toanh của Apple, một cấu trúc chip mới mà họ đã có thể sẵn sàng đưa vào làm ở trên chiếc M2 Ultra trong chiếc Mac Pro 2023 này của chúng ta thì thật sự là một điều rất là đáng khen. Họ vừa phải căn ke xem nó có ổn định về hiệu năng hay không và cái việc mà độ bền khi mà sử dụng nó có phải tốt nữa. Như vậy, đây cũng là một sản phẩm khá thành công của Apple, mặc dù là nó không tiếp cận được quá nhiều đối tượng trong thời gian mà sử dụng. Nhưng đây, nếu mà ai mà đã đầu tư vào chiếc Mac Pro 2023 thì thật sự là quá tuyệt vời luôn đấy. Cuối cùng này thì mọi người biết là sản phẩm gì không ạ? Không phải iPhone mà cũng không phải Apple Watch. iPhone thì cùng lắm có thêm Type-C với Action Button thì mình cũng không quá ấn tượng với sản phẩm này.
Nhưng sản phẩm cuối cùng này lại là một sản phẩm vô cùng gây tiếng vang khi mà nó được ra mắt. Nhưng đến bây giờ thì lại không ai để ý đến nó nữa, bởi vì là thực tế ra bây giờ chưa ai có sản phẩm này cả. Và phải đến tận 2024 thì Apple mới thương mại hóa sản phẩm này. Ngay đến đây chắc mọi người biết là sản phẩm gì rồi. Bói phố thì có Vision, còn tín đồ công nghệ chúng ta có Vision Pro. Vision Pro 2023, một chiếc máy tính ở ngay trên đôi mắt của chúng ta, là một cú nổ quá tuyệt vời ở trong năm nay. Có một câu nói như thế này mình nghĩ khá là đúng: mọi vật chỉ là xu hướng khi mà Apple bắt đầu làm nó. Ngày trước Facebook này hay là Google, họ cũng có kính thực tế ảo riêng của họ rồi. Nhưng đến khi Apple trình làng ra thiết bị này, Vision Pro, thì chúng ta mới đổ xô sự quan tâm đến rằng kính thực tế ảo là gì, công nghệ thực tế ảo là như thế nào. Và đến đây chúng ta có thể bắt đầu tiếp cận với những công nghệ mà ngày trước chúng ta chỉ thấy ở trên phim viễn tưởng mà thôi. Một công nghệ tương lai hơn, hoàn toàn mới. Tất nhiên là các thông tin mà chúng ta được biết về Vision Pro nó không quá nhiều, và cũng chỉ là thông tin lý thuyết mà thôi. Nhưng nghe thôi cũng đã thấy là sặc mùi tương lai rồi. Chúng ta có hàng tá camera cảm biến này, có hẳn hai con chip nằm bên trong để vừa xử lý công việc vừa xử lý hình ảnh này. Và cùng với đó có hai mắt kính độ phân giải lên đến 4K cho cái cảm giác màu sắc nó chân thực hơn. Cũng có thể là làm cho khung cảnh của chúng ta cũng trở nên là thật hơn bao giờ hết. Như vậy là Apple cũng vô cùng đầu tư cho việc mà đầu tư cho thực tế ảo như vậy. Thì tương lai chúng ta sẽ có một bước tiến vô cùng lớn ngoài việc là máy tính ra. Bởi vì máy tính bây giờ như mọi người thấy, thiết kế cũng không còn quá nhiều thay đổi nữa rồi, cũng chỉ là tăng tiến hơn về sức mạnh thôi. Thì bây giờ kính thực tế ảo cũng sẽ là một cái bước đi vô cùng mới trong ngành công nghệ của chúng ta. Vậy đâu là sản phẩm mà các bạn quan tâm nhất trong năm 2023 của Apple? Hãy để lại ý kiến bên dưới với comment nhé. Hoặc nếu các bạn có một danh sách khác hay hơn hoặc là ấn tượng hơn thì cũng đừng ngại mà bày tỏ ý kiến ở bên dưới. Nếu thấy video này trùng với ý kiến của bạn cũng có thể để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan. Đây sẽ là động lực rất lớn của ekip chúng mình để ra thêm những video hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.